Ngày 14 tháng 12, Ủy ban dân tỉnh đã tổ chức làm việc với các thành viên trong tổ công tác và các đơn vị liên quan về công tác triển khai dự án đường liên kết vùng Hòa Bình Hà Nội. Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình Hà Nội và cao tốc Sơn La có tổng mức đầu tư là 4.120 tỷ đồng, chiều dài tuyến khoảng 50,6 km. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến 2027. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đang phối hợp tổ chức thực hiện công tác khảo sát hiện trường theo đúng chủ trương, các tiêu chuẩn quy định, khối lượng công việc đạt khoảng 90%, tổng số hộ dân bị ảnh hưởng khoảng 470 hộ, số hộ dân cần bố trí tái định cư 275 hộ, dự kiến có 7 khu vực bố trí tái định cư. Tuy nhiên, hiện nay dự án chưa bố trí được nguồn vốn năm 2021, dẫn tới khó khăn trong việc triển khai thực hiện các gói thầu, cũng như ảnh hưởng tới tiến độ chung của dự án. Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt trên địa bàn xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi đang là vùng cấp độ 4, ảnh hưởng đến tiến độ khảo sát địa hình, địa chất trên hiện trường và công tác điều tra giải phóng mặt bằng. Các đại biểu tập trung thảo luận về công tác giải phóng mặt bằng, phương án tái định cư, bãi đổ thải, công tác phòng chống COVID-19 trên công trường. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm của tỉnh, đi qua địa bàn 4 huyện Kim Bôi, Lương Sơn, Đà Bắc và thành phố Hòa Bình. Vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng rất quan trọng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các sở ngành, các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch, giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tiến hành khảo sát kỹ về địa hình địa chất, đảm bảo về mỹ quan dự án. Đối với các vị trí đổ thải, các địa phương nằm trong dự án phải phối hợp với các đơn vị tư vấn, xác định sớm vị trí đổ thải, đảm bảo về môi trường tránh lãng phí. Lưu ý xác định các tuyến đường hạn chế đi qua các hộ dân cư. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị bổ sung các thành viên trong tổ công tác, đặc biệt quan tâm đến các khu tái định cư, đảm bảo an toàn cho nhân dân khi thực hiện dự án.